tan được làm những năm ấy. Ok. Bé này chỗ này ngủ một miếng to dữ sao. Trâu cái cục mụn. Cửa khóa rồi nè. Ai phát nước vào người nữa luôn à? Hồi nãy tưởng khách bình thường ngủ, tại vì khách ngủ cũng đi say á, là ngủ vừa đi chạy xe vừa ngủ luôn á, nguy hiểm. Cây dây nặng sạch thì khoảng lấy ơi.
ý là lấy thêm cái cuối nữa nè, chọn hết luôn cho rồi. Ông đòi khóa cửa tuần làng thì nó, nhưng mà bay vô mắt chạy gì em thấy đường luôn. Xem nhìn nó ghi vậy. Lâu muốn nó thả luôn. Nó tập lồn đúng xuống rồi á. Ừ. Nó có thể là cố lên. Em đi nào chỗ khó thì em khác luôn á. Cố lên nha. Có mà mới sạch được cái này nha. Vậy không biết nên lấy điện thoại đúng không? Khô luôn.